nó phù hợp với cái duy tín có một cái cách như vậy. Rồi hóa lên đầu, một số những cái gây ra những cái dấu hiệu tại chỗ, ví dụ như đau paladin, radikinin, epiglottis cũng gây ra tăng áp suất tại mô nó cũng gây ra phá biểu mô với những cái men này, những cái gốc tự do hoặc là epiglottis tạo ra từ tế bào mô mạch máu bị tổn thương, ok, áo bị mô. Đây là những cái máy chất phương gia được tạo ra trong tim. Còn mình để ý cái bài đầu tiên của những cái máy chất này. Như vậy thì mình thấy, nãy giờ mình nói như vậy thì mình thấy là gì? Bạch cầu hạt trung tính, mình để ý nhiều trong cái viêm cấp tính. Thì trong cái viêm cấp tính mình sẽ thấy là có cơ chế dạng mặt và tâm thức thấp thần với rất là nhiều những chất tác động vào mặt má để nó dạng mặt tâm thức thấp thần để làm sao nó gây xung huyết. Xung huyết thì mình thấy tứ đầy mặt. Thứ hai nữa là mình thấy để ý là những mặt cầu hạt trung tính của bác mặt má. Bác mặt má là gì? Là tế bào của con mặt má. Đúng không? Nhưng hôm nay nó ít, mình cứ nó vắng. Tại sao nó vắng từ đó được? Phải có những cái chất hóa lên đồng. Đó lên đồng. Nó tác động vào tế bào mô mạch máu. Thì những cách hóa lên đồng là những tín hiệu để tế bào mô mạch máu nó tổng hợp ra một cái loại protein gì đó. Và cái loại protein đó sẽ được trình diện ra về mặt của những tế bào mô mạch máu. Và conendophin sẽ có những cái phân tử có thể gắn kết được với những cái phân tử đó. Như vậy thì mình thấy là có trong môn viêm á thì tế bào nội mô mạch máu nó mới bị kích thích được bởi vì các phân tử. Còn tế bào nội mô mạch máu ở những cái chỗ khác thì nó đâu có phân tử trình diện ra. Thì bệnh còn lại phân tử nó không có nhận biết được, nó đâu có gắn được để nó bám vào, để nó di chuyển rồi nó trôi ra khỏi mạch máu. Thì đó là tác dụng của những chất phân tử để định hướng cái vị trí tổn thương bằng cách là nó trình diện ra những cái phân tử và bạch cầu hạt trung tính có thể nhận biết được, tức là gắn kết được. Thế đây mình thấy cái hình ảnh như thế gì? Mạch máu xung huyết bạch cầu hạt trung tính bám vào mắt và bám vào mắt, tức là bám vào tế bào vô mạch máu và mình thấy nó thoát mặt đi vào trong tuyến vô cái, đúng không? Thì đây là hình ảnh như thế xung huyết bạch cầu bám mắt và thoát mặt. Ngoài ra mình thấy là khi mà nó thoát mặt ra đây để làm gì? Chức năng của nó làm gì? Thực vào. Khi mà thực vào xong rồi nó làm gì? Đang không bị khuẩn, bây giờ nó làm gì nữa? Tiết ra những men. Rất là nhiều những cái cách tiết ra từ bờ cầu hạt trung tính. Những cái túi, có những cái túi tiêu thể ở trong bản thân của bờ cầu hạt trung tính. Tức là hòa nhập với cái mạng không bị khuẩn là nó không thích những cái men. Nó phân hủy. Cơ chế hỗ trợ của
hỗ trợ được vào cái đường ra được vào, những tập hợp hỗ trợ để bạn làm bạn cung tính thoát mặt, để bổ thể thoát mặt, những tập hợp thu nhé để làm tăng cái số lượng và còn lại cung tính thì nó sẽ thì chúng ta cần phải ứng dụng cái đó cái gì một cái thành phần cái phân tử gì đó mà nó không cần thiết.
tạo mình thấy là mặt nó có cái phục vân, nó tạo mình chắc chắn là có một cái mặt nó mới, hay một cái mặt nó mới được tạo ra. Thế nữa là mình thấy những con nguyên vật tại, những con nguyên vật tại nó rải rác khắp trong đây để cho nó tạo ra nhiều cái sợi để nó lắp đứng cứng một cái hộp xương. Thì cái môn mà nó những cái thành phần như vậy nè, có nguyên vật tại, có đại dịch vào, rồi những mạch máu mới được tạo ra, thì cái môn này thì gọi là môn hàng xuyên. Có vai trò môn hàng xuyên là cái môn tái tạo của một cái vùng môn liên kết nào có bị tàn tử cho cái nguyên nhân gì đó. Thì vùng môn liên kết nó tái tạo bằng cách nó tạo ra một cái môn hàng xuyên với thành phần giọt nhẹ và thành phần tái tạo là một cái môn liên kết nào để tiếp tục. Để biết nguyên hoàn tạo sẽ khác trên cái là của cái cột máu đông, thì cột máu đông bản chất của nó là sợi thuốc chuyên để sinh tế bào máu, thì quốc là những cái sợi thuốc chuyên đó, thì sợi thuốc chuyên là cái tiền để là cái nguyên vật liệu nó đứng trong các loại đó, nó có phần chất tạo thành tổn thương. Thì cái tổn thương ở polymer nó sẽ có một mô hàng, cái mô hàng kim, nó đứt lại cái tổn thương này là mô hàng kim với những thành phần nguyên vật liệu lại là những mà có được trong cái vùng này. Tại nó sau biểu mô mình thấy là nó cũng sẽ tái tạo một cái lớp biểu mô mới để tích phủ lên trên cái lớp mô hẹp này, bằng cách là nó sẽ tăng sinh những cái tế bào gốc sinh dưỡng của lớp biểu bì này, tăng sinh lên, rồi sau đó nó sẽ trưởng thành tăng sinh và trưởng thành, nó sẽ tạo một cái lớp biểu bì mới phủ lên cái lớp mô hẹp bên dưới. Thì đó là cách tái tạo mô hoàn chỉnh khi mà tổn thương từ các biểu bì đi xuống dưới con đường trên thân dưới, thì vai trò của đại dịch vào cũng như vai trò của những cái tế bào mà vô mạch máu mới để tái tạo vô trong cái tim đem cái hình ảnh này nó lép từ biểu bì lép xuống con đường trên thân dưới nó là tiền, thì cái con đường trên thân dưới mình sẽ thấy có tiền tạo vô hạn tim nó như vậy. Những mạch máu mới được tạo ra và những nguyên vật tại nó tạo ra chất sợi, nó sẽ đập đầy của mạch máu và rất là nhiều đại mạch vào, nó rất là nhiều đại vào để nó dồn được. Thì đây là cái mô hẹp để mà nó tích tích cái tổn thương của mô liên kết, tức là cái mô mà nằm phía dưới đó nó liên mạc thời gian, thì đây là mô hẹp tim. Thì phủ lên trên sẽ có những tế bào biểu bì mới nó tăng sinh lên, sau khi nó loại bỏ được các dây dương tiêu và nó tái tạo một, thì đó là cái vai trò của viêm mắc tính dương tiêu. Thì tóm lại là trong viêm mắc tính, cái hình về mặt hình thái học thì mình thấy là có khung huyết và cầu lớn mắt và đặt cầu khung huyết hẹp tương tính nó phát tập sau vào một kẻ, đó là hình mặt suy hẹp của viêm mắc tính. Khi tắt đây, khi tổn thương mô không được loại bỏ bởi cơ chế viêm mắc tính, thì chúng ta có một cái dạng đáp ứng miễn dịch tiếp theo để loại bỏ cái cơ chế này đó. Với vai trò của viêm mô bào T và viêm mô bào B, tương ứng cái đáp ứng miễn dịch của viêm mô bào T là đáp ứng miễn dịch. Thì viêm mô bào T tại sao nó cộng không tham gia vào? Tại vì nó không có biết được đó là vật thể là thì phải tự trình diện cái nguyên của con, những cái con đã được vào, những tế bào có đi ra được vào, ăn vào, nó phân hủy ra, rồi nó mới trình diện ra bề mặt của nó những cái phân tử tương ứng. Thì từng cái con nguyên thu vào tê trợ giúp đó, nó mới nhận biết từng cái phân tử đó, và những phân tử đó vai trò là cái nguyên. Thì tiêm những cái liên phục vào tay để giúp nó nhận biết, sau đó nó sẽ tạo tín hiệu để mà tăng sinh những cái dòng tế bào liên phục gây gây độc tương ứng với từng cái phân tử, tức là chuyên biệt mỗi loại liên phục gây độc nó sẽ chỉ tiêm diệt được những con vi khuẩn với thành phần khác nguyên tương ứng là nó có thể nhận biết được, thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều loại liên phục gây độc tương ứng với những cái vi khuẩn và tính rất là chuyên biệt.
nhưng cô bảo vệ, cái cô bảo vệ nó cũng vậy, cô phải nhận diện được những cái khác quy tư đấy, chúng ta nó phải tham sinh ra những dòng tế bào chuyên biệt với từng loại khác quy đó, rồi sau đó nó sẽ chuyển biến hóa là con tư bào và nó sẽ xuất ra hàng loạt những cái khác thể chuyên biệt cho mỗi loại khác quy. Như vậy thì cái làm sao mà khi vi khuẩn đó tấn công một cơ thể, cơ thể chúng ta đã nhận diện ra được và cơ thể chúng ta sẽ tấn công đó, nhưng mà ngay cái cầu thì nó không có. Nên do vậy thì thường là mình phải là để một thời gian kéo dài, có đủ thời gian để tạo ra một cái con tế bào có tiếp theo là nhận diện được phần cơ thể tấn công được những cái phần thể là tấn công một cơ thể. Thì đó là đáp ứng viên mình tính với vai trò của liên vô và tương vào. Tương vào để tạo ra các hạt của liên vô trên và liên vô bên thì nó có thể là nó gây độc hoặc là chuyển dạng lên vô tương vào. Thì như vậy thì trong cái vai trò như vậy thì mình thấy là tự tượng là cái vi thể của một số vô vi mạng tinh riêng mà bị một cái tác nhân gì đó mình không biết, nhưng mà trong vùng vô đó mình sẽ thấy là rất là nhiều những con liên vô vào ở trong cái vùng vô phóng lớn mình thấy rất nhiều những con liên vô vào, rất nhiều những con liên vô vào. Và bên cạnh đó có những cái con tế bào thế gian nó làm đạt bên vào tư làm đạt bên kiểu gì kiểu gì kiểu gì đây là tương và những tế bào này là những tế bào tạo ra khác thể. Còn con liên vô bào cái thời gian nó tròn và vào tư nó rất thích thì liên vô bào này có thể là liên vô bào tên, có thể là liên vô bào tên, không biết được, phải có một phương pháp dạy khác nữa để chúng ta mới biết được đó là cái con gì. Nhưng mà trong cái hàng thì có tương đồng thì chắc chắn có quá trình tạo ra khác thể. Đó là cái mô này nó có khác thể chống lại cái mô này tại cái mô này. Nhưng mà trong cái bộ mô này mà chúng ta sẽ có tương phản có liên vô bào hoặc là chỉ có liên vô bào thôi, tại vì mình biết không phải luôn luôn một cái tác nhân liên hệ, còn cơ thể chúng ta thì có hai cái tiền đến phối hợp và có cái quy trình thể hiện được cái quy trình của dương gian tế bào nó phối hợp, không phải có thể chỉ một cái nên ví dụ là ta thấy quy trình của dương gian tế bào không và không có khả năng tạo ra các thể để chống lại tác nhân liên hệ, ví dụ như gen me vi khuẩn lao thì cơ thể chúng ta không có tạo ra các thể để chống lại những con vi trùng. Do vậy thì trong cái vùng vô vi lao mình sẽ không có tập tương mà tại vì đâu tạo ra các thể, không có tế bào tạo ra các thể, thì nó sẽ không có tương bào, chỉ có liên vô bào, hiểu nhỉ?